Màng bồ đào và sau mổ đục thủy tinh thể, tình trạng bệnh nhân bây giờ sao? Mời ký anh báo cáo ạ. Theo báo cáo thầy, trường hợp người bệnh nhân có khám lại ạ. Bệnh nhân ổn định, giác mạc trắng, tiên phong hết tim đan. Còn dù thầy có biểu hiện xúc bi vẫn còn ạ. Vâng, cái tình trạng zona thì có tiến triển tốt lên các bạn. Nếu mà cần thiết thì có thể hội chẩn ngay với thầy Hướng đang có mặt ở Quảng Trị đấy. Thầy Hướng từ đầu Quảng Trị cũng có thể tư vấn được sang bên kia anh đấy. Cái trường hợp nội dư xúc mí thì có xử lý gì thêm không ạ? Và em thì đang cho bệnh nhân theo hướng mặt xá về chương vân Vâng. tiếp ngắn của mí. Tức là cái tình trạng zona là đã ổn định hơn rồi đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bệnh viện Kỳ Anh ạ. Xin được bắt đầu ca của buổi ngày hôm nay, cũng là bệnh nhân của Kỳ Anh ạ. Xin mời Kỳ Anh trình bày luôn ạ. Bệnh nhân nam 11 tuổi ạ. Dạ vâng ạ. Em xin chào các thầy, quý thầy, quý cô, công toàn thể, đồng nghiệp và các đốc cô. Em xin thay mặt cho khoa nhi bệnh viện các bệnh ạ. Một là hành chính bệnh nhân Trương, bệnh nhân nam 11 tuổi, địa chỉ ở Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Giới tính nhân 6 giờ 10 ngày 15 tháng 4 năm 2021, ngày làm bệnh án là 19 tháng 4 2021. Lý do vào viện là ho. Quá trình bệnh lý bệnh khởi phát cách nhập viện 2 tuần với biểu hiện ho từng cơn tăng dần, không sốt, không nôn, ở nhà không tiêu chí gì, cách vào viện 1 tuần, sốt từng cơn thường về chiều và đêm, ở nhà không kèm nhiệt độ, ho nhiều, khó thở, ăn uống kém kèm theo là nôn nhiều. Bệnh trẻ có 1 tuần và mệt hơn, đã điều trị ở trạm xá 7 ngày, tiêm kháng sinh không rõ loài nhưng không đỡ nên là vào viện. Bản thân là trước 4 tuổi thì không vào viện điều trị bệnh gì. Lúc 4 tuổi thì theo lời khai của mẹ thì trẻ có chơi thổi bút bi, thì đầu bút bi bị vỡ và chỉ có ho ít chứ không không rõ cái hội chứng xâm nhập. Từ đó về sau là trẻ là hay bị ho. Và trẻ là viêm phổi, theo dõi viêm phổi thủy dưới bên trái tại bệnh viện Kỳ Anh một lần vào tháng 4 năm 2020 và một lần tháng 9 2020. Tepiason và azithromycin 1 tuần, trẻ lâm sàng thì đỡ ho, đỡ sốt, khỏe hơn nhưng mà vẫn còn hình ảnh đạm mờ phổi trái trên phim X quang, nhưng mà gia đình 2 lần đều xin về và không điều trị tiếp ạ. Giữa 2 đợt điều trị thì vào tháng 6 năm 2020 thì bệnh viện Trung ương Huế được chẩn đoán là viêm phổi thủy dưới trái, nhưng người nhà vẫn xin về tự điều trị. Giữa các đợt viêm phổi thì tình trạng sức khỏe ổn định, trẻ đã được tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Gia đình thì không ai mắc bệnh nội khoa mãn tính hoặc là bệnh lý liên quan. Ghi nhận khám lúc vào viện thì thời điểm nhập viện thì trẻ tỉnh mệt nhiều, môi khô lưỡi bẩn, có dấu hiệu nhiễm trùng, da nếu mà không dấu mất nước dương tính, da tim nhịp nhanh đều T1 T2 rõ, không nghe tiếng thổi, phổi trái thì giảm thông khí vùng đại phổi, phổi phải thông khí rõ và không nghe ran, hội chứng nào măng nào âm tính, bụng mềm gan lách không to, các cơ quan khác thì chưa phát hiện bất thường. Lúc vào thì mạch 120 lần trên phút, nhiệt độ 38 độ 8, FO2 96%, nhịp thở 35 lần, huyết áp 100 đến 60, cân nặng 26 kg, chiều cao 140 cm. Về kết quả cần lâm sàng thì công thức đã nó đến hệ thống, nó là công thức máu lúc qua là bạch cầu là 19,5 GG trên lít và vâng, các kết quả cận lâm 1%. sàng, cận lâm Hiện tại sàng thì ngày 20 tháng 4 thế là bạch cầu nó giảm còn 12 vâng. giga trên lít và CDP lúc qua là 242,5, hiện tại là 85. Còn những cái kết quả cận lâm sàng khác thì bọn em là để đến hệ thống rồi ạ. Em chẩn đoán, bọn em chẩn đoán là viêm phổi thủy dưới, phổi trái tái diễn, chưa rõ nguyên nhân. Về điều trị thì bệnh nhân được tiêm kháng sinh cefepime 1 g nhân với 2 lọ trên ngày, tiêm tĩnh mạch chia 2 lần, thuốc lắng đơm và bù dịch. Sau diễn biến bệnh sau 4 ngày điều trị thì hiện tại thì sáng nay 22 tháng 4 thì trẻ là đã hết sốt ạ. Đỡ mệt, đỡ khó thở,
ăn uống tạm, phổi trái thì con giảm thông khí ở đáy phổi và không nghe đan, mạch là 90 lần đến phút, nhịp thở là 25, quy đến phút huyết áp là 160. Còn em xin câu hỏi là mời hội chẩn chuyên khoa nhi hô hấp và chẩn đoán hình ảnh. Về câu hỏi thì là chẩn đoán và điều trị của chúng em đã phù hợp chưa? Đó là nguyên nhân có thể gặp của viêm phổi thi tái diễn này ạ. Em nghĩ đến phổi biệt lập hoặc là dị vật đực thở bỏ quên trên bên nhai có hợp lý không ạ? Cần làm những xét nghiệm hoặc cần làm sang nào đến bệnh nhân này để chẩn đoán xác định và hướng điều trị tiếp theo ạ? Các biện pháp dự phòng viêm phổi thi tái diễn cho bệnh nhân này ạ. Vâng, em xin thế ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn Kỳ Anh ạ. Và xin mời thầy Cương cho ý kiến đầu tiên về chẩn đoán hình ảnh. Trong đó đặc biệt có một câu hỏi, tức là cái chuyện trẻ cách đây từ lúc 4 tuổi ấy, có gắn cái đầu bút chì đó, bút bi đó, thì thầy xem là cái dị vật liệu chúng ta có thể phát hiện được ở trên chẩn đoán hình ảnh. Mời thầy Cương. Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa thầy Hiếu ở Quảng Trị, kính thưa các bác sĩ ở các đầu cầu. Đây là một bệnh nhân, một trẻ có viêm phổi tái diễn và đợt này vào viện với một cái triệu chứng viêm phổi rất là điển hình, gồm có sốt tăng bạch cầu, sốt đau ngực ho và tăng bạch cầu, tăng CRP thì nó rất điển hình của một cái viêm phổi đợt này. Tuy nhiên là cháu bé này viêm phổi tái đi tái lại nhiều lần. Trên phim chụp cắt lớp thì chúng ta nhìn thấy một cái vùng đông đặc nằm ở phía dưới của phổi trái. Các bác sĩ ở Kỳ Anh đưa ra một số các cái chẩn đoán và tôi thấy rằng là nó rất hợp lý. Về cái viêm phổi thì chúng ta không có bàn cãi vì là rất là rõ ràng trên hình ảnh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu có một cái phổi biệt lập hay là một cái dị vật gì đó ở đây không? Thì thứ nhất, nếu mà nói về phổi biệt lập thì bệnh nhân này có một số các cái để ủng hộ. Thứ nhất là có tổn thương tái đi tái lại nhiều lần với cái viêm phổi. Thứ hai nữa là điều trị kháng sinh xong thì đáp ứng chụp lên vẫn còn khối mờ không hết. Thứ ba là viêm cái phổi biệt lập thường nó nằm ở phía dưới, nằm ở phía dưới thì rất là khá điển hình ở cái vị trí phổi biệt lập. Đó. Thì có một số các cái chi tiết đó thì vẫn nghĩ đến phổi biệt lập. Tuy nhiên là bệnh nhân này có cái tiền sử là đã từng mà có cái dị vật thì không phải là rõ là dị vật trong cái tiền sử. Để mà phân biệt được hai cái vấn đề này thì rất là dễ, là chúng ta chụp cắt lớp mà có tiêm thuốc cản quang, chúng ta có thể phân biệt được hai cái vấn đề này. Thứ nhất là phổi biệt lập mà nằm ở thùy dưới phổi trái như này thì thường là cái phổi ngoài thùy và nhìn thấy cái cuống động mạch đi trực tiếp và từ động mạch chủ vào cái khối mờ ở vùng này thì sẽ rất là rõ là một cái phổi biệt lập hay không. Như vậy thì với cái máy chụp mà của bệnh viện Kỳ Anh cắt mỏng được 2,5mm này thì hoàn toàn có thể dựng được cái mạch máu và tiêm thuốc cản quang. Bệnh nhân này còn có thể là viêm phổi do dị vật hay không thì trước hết là cái hình ảnh. Về cái hình ảnh cũng có thể nghĩ đến là do dị vật hoặc là do một cái nguyên nhân phổi biệt lập, bởi vì là cái hình ảnh viêm phổi của cái cháu bé này nó không điển hình của cái viêm phổi thùy. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ là đông đặc, chủ yếu là đông đặc và cái phế quản trực khí hầu như là không có, chỉ thấy một vài cái nhánh phế quản gần với rốn phổi nó còn thông khí ở đây thôi, còn lại thì hầu hết các cái nhánh phế quản ở xa thì không còn. Ngoài ra thì cái hình ảnh cũng không điển hình của cái viêm phổi thùy ở chỗ là cái tổn thương nó đẩy lồi cái vách liên thùy chứ nó không nằm gọn theo cái đường vách liên thùy mà nó phẳng theo vách liên thùy, thì đấy là một cái mà nó không hợp lý với một cái viêm phổi thùy điển hình ở trẻ nhỏ. Vì vậy cho nên là cái viêm phổi này chắc chắn là có một nguyên nhân gì đó mà chúng ta cần phải tìm ra. Thì tôi vẫn khuyến cáo là chụp một cái phim chụp mà có tiêm thuốc cản quang, lấy thì động mạch và cắt lớp rất là mỏng. Để trả lời câu hỏi là liệu có phải là do dị vật hay không thì với cái phim chụp cắt lớp như này thì chúng ta không phân biệt được, là không tìm được cái dị vật, bởi vì dị vật nó sẽ dựa trên là cái hình ảnh là có tăng cái
tăng cái tỷ trọng hay không mà chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên là những cái dị vật đấy không không rõ. Ở đây chúng ta dò cái nhánh phế quản đấy, thì thấy rất là rõ cái phế quản thùy trên bên trái. Tuy nhiên là phế quản thùy dạ dưới thì gần như là nó có một cái hình nó giống như cắt cụt. Đó, nó cắt cụt. Vậy thì tiếp theo một cái tiêm thuốc cản quang và chụp CT thì tôi đề xuất là nên làm thêm cái soi phế quản nếu mà có điều kiện, bởi vì là cái tổn thương mà nó gây ra tắc cái nhánh phế quản thùy dưới này nó nằm ở ngay ở phế quản gốc, đi qua phế quản gốc một nhánh thôi thì sẽ thấy được một cái nguyên nhân gì đó mà nó gây ra cắt cụt cái nhánh phế quản này, và chúng ta hãy nhìn thấy được ở trên cái nội soi phế quản. Và đấy là các cái hướng mà đề xuất làm tiếp theo cho bệnh nhân này. Xin hết ạ. Vâng, như vậy thầy Cương thì vẫn nghĩ đến cái phổi biệt lập nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Trên một bệnh nhân này thì chắc chắn là viêm phổi này không phải là viêm phổi thông thường, và một là phổi biệt lập, và hai là một cái dị vật gì đó mà nó nằm bịt ở cái thành cái lòng của cái thùy dưới như này thì cũng cần phải làm rõ bằng các cái kỹ thuật mà bổ sung thêm. Vâng, cảm ơn thầy Cương. Xin mời ý kiến của cô Thúy ạ. Kinh nghiệm của cô trong những trường hợp này như nào và cái tỷ lệ gặp nó có nhiều? Dạ vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy các cô. Vâng, đây là một trường hợp nó cũng khá là hiếm gặp. Trường hợp này nó bây giờ 11 tuổi mà bây giờ nhớ ra được cái tiền sử gì vào lúc 4 tuổi thì cũng giỏi đúng không ạ? Tại vì đúng là cái mốc là 4 tuổi bắt đầu viêm phổi. Thế nhưng mà giờ chúng ta cứ tưởng tượng là nếu chúng ta có một cái dị vật từ 4 tuổi đến 11 tuổi là 7 năm trời, nếu mà dị vật thức ăn thì chắc chắn là sẽ không tồn tại, nó sẽ hủy cái thứ đi. Dị vật này nếu như mà gọi là tồn tại để mà viêm hay tái tái lại thường phải là kim loại hoặc là một cái đồ như nhựa thì nó không tiêu được. Chứ còn 7 năm trời mà lại để xong viêm này thì khả năng dị vật là cực kỳ không có đâu ạ, hầu như là sẽ khả năng không có. Thì nếu như một cái bệnh sử như thế này tái đi tái lại viêm phổi tại một điểm như thế này thì những khả năng trong nhi khoa có thể xảy ra, thứ nhất là một cái kén phổi, một cái nang phổi bẩm sinh không, xong thì nó từng đợt bội nhiễm một, nó có tràn dịch tràn khí từng đợt một bẩm sinh nhưng đến cái đợt sau bội nhiễm. Cái thứ hai có giãn phế quản bẩm sinh, tức là về lý thuyết ấy. Thứ ba là một cái phổi biệt lập, tức là nói chung là dị dạng bẩm sinh đều liên quan bẩm sinh cả, là cả ba cái đều bẩm sinh cả. Thế thì rất là may là bệnh viện cũng đã chụp cắt lớp trẻ đến lớn rồi, vâng, và đã nhìn thấy rất rõ là phổi biệt lập nó có một cái rất đặc biệt, tức là 90% gặp ở đáy phổi trái. Bệnh nhân này đúng đáy phổi trái thật, 90% gặp. Và nó có hai thể. Thể thứ nhất là nó tồn đặc biệt lập nhưng nó tồn tại tại phổi, và thể thứ hai là tách hẳn khỏi phổi. Thì mình phải nhìn thử có cái màng phổi ở xung quanh đấy không. Và như anh Cương anh có nói ấy, là mình phải xem cái mạch máu nó đi vào từ mạch chủ bụng, tức là bệnh mạch khác, mạch nuôi dưỡng không phải mạch phổi, mà mạch khác từ bụng vào nuôi dưỡng nó hay không để khẳng định là biệt lập. Nhưng khả năng nhìn được cái này biệt lập, khả năng thực sự là như thế. Còn kén phổi là rõ ràng chúng ta không nhìn thấy cái vách phổi, chúng ta không nhìn thấy cái dịch bên trong, thì tôi cũng nghĩ khả năng nhiều là phổi biệt lập. Và nếu cuối cùng mà đúng như thế thì phải xử trí bằng phẫu thuật, chứ cũng không có cái gì đặc hiệu cả vì nó là phổi bẩm sinh. Vâng, như vậy cái hướng điều trị của cô trong trường hợp nếu chúng ta chuẩn đoán là phổi biệt lập thì là phẫu thuật đúng không ạ? Vâng, cảm ơn cô Thúy ạ. Xin lời ý kiến của thầy Hoàn, chuyên gia về hô hấp. Vâng, kính thưa thầy Hiếu, kính thưa thầy Thành, các thầy cô xin kính chào quý đồng nghiệp. Trước hết thì em cũng sẽ xin phép đi theo một số các câu hỏi của các bạn. Thì về mặt chẩn đoán thì chúng ta cũng đã nghe ý kiến của thầy Cương và cô Thúy về cái hình ảnh này, thì em cũng thấy có mấy cái vấn đề cùng bàn luận. Một bệnh nhân mà viêm phổi tái đi tái lại thì như cô Thúy phân tích có mấy cái nguyên nhân. Như với cái hình ảnh này thì chúng ta thấy cái mật độ, cái tỷ trọng tổ chức của cái vùng viêm nó tương đối là thuần nhất với nhau. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta thấy nó cái tồn tại cái hình ảnh như này khá nhiều lần, qua khá nhiều lần chụp rồi, thì nó không giống như là một cái viêm phổi do dị vật. Và hôm qua thì em cũng xem kỹ trên cái hình ảnh này thì sơ bộ mình cũng không thấy gợi ý có một cái dị vật trong cái đường thở của bệnh nhân. Tất nhiên như thầy Cương cũng nói là để đánh giá chắc chắn thì chúng ta sẽ phải nội soi phế quản. Tuy nhiên với hình ảnh này thì em cũng không nghĩ nhiều đến là cái dị vật. Về cái tìm nguyên nhân thì các bạn cũng đã làm rất tốt khi mà khai thác cái vấn đề tiền sử, và cũng khai thác được tận từ lúc 4 tuổi bệnh nhân có một cái yếu tố thuận lợi, đấy là có cắn cái bút bi và lúc ấy nghi ngờ có bị sặc. Nhưng em nghĩ cái đấy nó cũng có thể là không giống trong cái hoàn cảnh của bệnh nhân này. Cá nhân em vẫn nghĩ nhiều đây là một cái phổi biệt lập, và để chẩn đoán chắc chắn thì chúng ta sẽ phải chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang.
Không biết là bên bệnh viện Kỳ Anh thì chúng ta có sẵn sàng để tiêm thuốc cản quang cho bệnh nhân này chưa? Xin cảm ơn thầy Lê Văn Được ạ. Cái việc mà mình chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang, mình sẽ xác định được cái mạch nuôi nó tách ra, thông thường nó sẽ tách ra từ động mạch chủ. Và cái hình ảnh này như thầy Cương và cô Thúy nói thì tôi cũng nghĩ là về mặt gọi là giải phẫu thì đúng là cái phổi biệt lập, thể mà thể ngoài phổi, thể ngoài phổi, và chúng ta sẽ thấy mình đánh giá có một cái mạch nuôi nó sẽ xuất phát từ động mạch chủ, nó hoàn toàn độc lập với cả các cái mạch nuôi của phổi ạ. Về ý kiến của hớp thì em xin phép có một số ý kiến như vậy. Cho em xin hỏi thêm một cái là hôm nay 9/4 thì có chụp ở ngoài phòng khám của bệnh viện thì có một cái kết quả bọn em xem lại được thì là cái phổi hiện tại thì có một cái dây thành phế quản thôi, chứ không là còn phổi trái thì vẫn bình thường, vẫn có góc tuần hoàn bình thường, không có mất cái vấn phổi của đáy phổi phải phổi trái. Thì đấy thì bọn em cùng đưa bệnh nhân lên như vậy. Xin ý kiến các thầy, em xin cảm ơn. Mời thầy Hoàn. Tức là các anh chị có một cái phim của bệnh nhân trước đó đúng không ạ? Các anh chị có thể cho cái hình ảnh đấy lên được không? Tại vì trên cái hệ thống thì chúng tôi chỉ nhìn thấy cái phim cắt lớp anh chị gửi thôi ạ. Dạ thưa thầy, là cái phim này 9/4 nên đã không còn đến cái chỗ chụp phim của bọn em nữa. Chỉ có là cái phim ở ngoài bọn em có cầm. Nhưng sơ bộ thì các anh chị có thấy là nó giống như là cái phim topogram, cái phim mà chúng ta chụp cắt lớp vi tính ấy. Dạ thưa thầy, là cái phim 9/4 thì tức là trước nhập viện một tuần thì nó là hầu như là bình thường hết ạ. Không có mơ ở thủy tế phổi trái ạ. Vâng, thế những cái phim ảnh trước đây ở Huế chụp thì chúng ta không biết là có tìm lại được không ạ? Dạ thưa thầy, là hai cái lần trước cái bọn em ở điều trị ở bệnh viện thì là có cái nhà nhờ mơ thủy tế phổi trái, còn mà ở Trung ương Huế thì người nhà chỉ là bảo lại chứ không có phim cầm theo ạ. Vâng, chúng ta cần phải có cái phim để chúng ta xem chứ chúng ta không nên đoán qua những cái lời được. Và ý kiến của cô Thúy trong trường hợp này như nào? Khi mà chụp lại phim nó sẽ tốt hơn một chút. Vâng, bởi vì thế này ạ, thực ra là cái phim phổi thẳng, tức là bạn chỉ chụp phim bình thường, x-quang bình thường ấy, thì nó phụ thuộc vào tình trạng viêm, tức mỗi lần nó viêm thì chúng ta lại nhìn thấy nó mờ hơn, rồi hết viêm chúng ta lại thấy nó đỡ đi. Cho nên là bạn phải cắt lớp, nhìn thấy có thể cái khối nó khư trú, nó không quá rộng thành cái phân thủy lớn cho bạn không nhìn thấy thôi. Chứ mỗi lần nó chụp Về phía chẩn đoán hình ảnh ấy thì em xin ý kiến thế này này. Cái phổi biệt lập nó khi mà không có bội nhiễm viêm ấy thì như cô Thúy nói, nó là tổn thương, nó là một cái khối hình khối mờ nhưng mà kích thước của nó nhỏ, cộng với nằm ở phổi trái thì dưới thì nó rất là dễ là nó khuất sau cái bóng tim, nhất là thất trái. Những cái vùng mà nằm ở phía sau thất trái thì là một cái vùng gần như là vùng mù cho chúng ta trong cái chẩn đoán hình ảnh x-quang thường quy. Cho nên là với những trường hợp mà cháu nó chưa bị viêm, chưa có biến chứng gì hết thì cái vùng mờ nó rất là nhỏ, nó chỉ là một cái phổi biệt lập, nó hình tròn, hình mờ nằm sau tim thôi. Còn bây giờ cháu nó vào vì cái tình trạng bội nhiễm viêm thì bên cạnh cái phổi biệt lập đấy là như vùng phổi viêm, vùng viêm, cho nên là nó dễ rộng hơn rất là rõ, và một cái phim x-quang thường quy hoàn toàn chúng ta có thể thấy rất là rõ. Nhưng mà sau này mà cháu bé nó có cái nó hết cái viêm ấy, thì cái tổn thương nó lại khu trú nó nhỏ lại là một cái vùng phổi lành bao quanh cái phổi biệt lập. Như vậy thì nó sẽ có thể nó giải thích là chúng ta không thể nhìn vào cái phim trước đây là bình thường hay lành lặn mà chúng ta khẳng định là không có gì. Thậm chí có nhiều bệnh nhân mà đi tình cờ đi khám sức khỏe mà thấy một cái vùng phổi biệt lập trên CT thì đấy cũng là một cái mà chúng ta không nên dựa vào để loại trừ những cái đấy. Một cái động tác rất đơn giản hiện nay thì cứ cho cháu bé chụp và tiêm thuốc cản quang để thấy rõ hơn là cái chẩn đoán đấy. Vâng. Vâng, cảm ơn thầy Cường. Thế về ý kiến về phẫu thuật thì thầy Tú có ý kiến không ạ? Em xin báo cáo thầy các cô và các anh chị đồng nghiệp. Thì qua báo cáo của các bạn đồng nghiệp cũng như là phân tích của các thầy các cô ở đây thì có lẽ chúng ta vẫn đang dừng ở chỗ để chẩn đoán. Cho nên là bây giờ cái quan trọng nhất như thầy Cương đã nói là phải chụp MSCT mạch máu có dựng hình. Và sau đó chúng ta nếu mà tổn thương là phổi biệt lập thì chúng ta đương nhiên là phải phẫu thuật rồi. Và trong phẫu thuật đấy chúng ta sẽ phải cắt thủy phổi kèm theo cả xử lý cái tổn thương cái mạch bất thường ạ.
Còn trong trường hợp nếu là áp xe phổi hoặc là các bệnh lý khác thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó để điều trị ạ. Em xin hết ạ. Vâng, thì phẫu thuật thì có những cái phương pháp nào trong trường hợp này? Thường những cái trường hợp như này là mình sẽ phải cắt cả cái thùy phổi. Và thứ hai là trên nền mà bệnh nhân này đã có cái viêm phổi tái diễn thì thường cái nhu phổi nó rất là dính. Và cái thứ ba nữa là cái mạch bất thường mà nó đi vào nuôi cho từ động mạch chủ ra và đi vào để nuôi phổi thì nó là cái mạch nó khá là mủn, cho nên cái nguy cơ chảy máu khá là lớn. Cho nên là trong cái trường hợp này thì chúng ta nên phẫu thuật mổ mở. Cũng có thể chúng ta nếu mà trình độ và rất là kinh nghiệm chúng ta có thể mổ nội soi hỗ trợ, gọi là viết tắt là VAS, nhưng mà thường chúng ta sẽ mổ mở để cho đảm bảo an toàn và giải quyết được triệt để. Vâng, cảm ơn thầy Tú. Về chẩn đoán hình ảnh thì thầy Cương có còn khuyến cáo gì để tìm cái mạch động mạch bất thường đi từ động mạch chủ ra không, để cho trong khi tiêm thuốc để bệnh viện Kỳ Anh chúng ta có thể thực hiện một lần đấy. Vâng, về chụp CT để chẩn đoán phổi biệt lập thì đa số các trường hợp chúng ta đều nhìn thấy được các cái mạch máu đi từ động mạch chủ bụng hoặc chủ ngực chủ xuống, nó đi vào cái vùng phổi biệt lập rất là rõ nếu mà với cái lát cắt với tái tạo như này. Có điều là khi mà chụp thì chúng ta lấy thấp hơn một chút xuống dưới, tại vì có những cái mạch mà thậm chí từ dưới bụng nó động mạch chủ bụng nó đi ngược lên trên để nó đi vào cái vùng phổi biệt lập, cho nên là chúng ta vẫn là cái cắt tái tạo mỏng 2,5mm như thế này, và đồng thời là cắt đi dọc theo cái động mạch chủ bụng và nhớ lấy cái thì động mạch sớm thì có thể thấy được cái tổn thương. Đây thì bây giờ tiếp theo là trong trường hợp mà không có một bất kỳ một cái mạch nào, động mạch nào để đi vào cái khối đấy thì chúng ta liệu có chẩn đoán để loại trừ chắc chắn hay không, thì nếu mà cái tái đi tái lại nhiều như thế này mà trên nền một cái tổn thương như này thì chắc là vẫn một là sinh thiết rồi can thiệp ngoại khoa rồi soi phế quản các thứ kèm theo cho những trường hợp như này. Nhưng mà trường hợp này thì nếu mà chụp là động mạch, nếu mà là phổi biệt lập thì chắc là sẽ thấy được vì là nó khá to, tổn thương rất là to ở nằm đây rồi. Vâng, cảm ơn thầy Cương. Vâng, xin mời ý kiến từ bệnh viện thị xã Kỳ Anh ạ. Vâng, em xin hỏi cảm thấy là cô là cái giá trị của cái siêu ấm ở cái trường hợp phổi biệt lập này thì có nhiều giá trị không ạ? Bởi vì là bác sĩ ở chỗ em là siêu ấm là đọc là thùy dưới phổi trái có cấu trúc nhu mô gan hóa, bên trong không thấy khí tự do, phổ đập lơ có cấu trúc động mạch bên trong kích thước là 62x65mm ạ. Vâng ạ. Mời thầy Cương trả lời câu hỏi này. Vâng ạ, cái siêu âm thì thực sự là trong trường hợp này là nó cũng đưa ra mình một cái thông tin rất là đáng giá. Đấy là thấy một cái tổ chức đặc và tăng sinh mạch. Đấy, khi mà chúng ta chụp CT hoặc là chúng tôi cũng có can thiệp để nút những cái cuống mạch của cái phổi biệt lập một số bệnh nhân thì chúng tôi thấy rằng là cái cuống động mạch vào nó rất là to. Đôi khi nó có thể đến gần 1cm, một cái cuống động mạch rất là to đi thẳng vào cái khối. Và trên siêu âm ấy, nếu mà một cái tổ chức đặc như thế chúng ta đặt cửa sổ màu vào thì chúng ta vẫn có thể thấy được một cái mạch khá lớn nó đi theo cái nhịp của động mạch, và nếu mà may mắn ra chúng ta sẽ dò ra được cái vị trí xuất phát của cái cuống mạch đó. Và nếu mà trong trường hợp mà nhìn thấy được như thế thì chúng ta vẫn có thể chẩn đoán được là phổi biệt lập, thậm chí dựa vào siêu âm cũng có thể thấy được. Thì nhưng mà đấy không phải là một cái hình ảnh mà lúc nào cũng nhìn thấy. Nếu chúng ta nhịp tình cờ nhìn thấy được cái hình ảnh đấy thì coi như giá trị như là CT. Với cái CT thì nó khách quan hơn một chút thôi, chứ còn nếu mà siêu âm mà thấy được đúng cái hình ảnh như thế thì rất là rõ. Ở đây tôi cũng xin bổ sung một chút là chúng ta sẽ không chẩn đoán là cái gan hóa hay là cái gì hóa, mà trên siêu âm chúng ta không thể nhìn thấy được là gan hóa hay lách hóa hay gì đó. Chúng ta hãy mô tả nó là một cái khối tổ chức đặc và có tăng sinh mạch hay là ít tăng sinh mạch hay gì đó. Vâng, cảm ơn thầy Cương. Bệnh viện Kỳ Anh các thầy cô còn có câu hỏi nào không ạ? Dạ thưa các quý thầy cô, bọn em cảm ơn ạ, bọn em không có câu hỏi gì thêm. Vâng, ca lâm sàng này cũng là một ca khá khó, nhưng mà bệnh viện Kỳ Anh cũng đã chuẩn đoán được sơ bộ ban đầu rất là tốt. Vâng, thì các thầy cô làm sớm cái chụp CT có tiêm thuốc, sau đó hội chẩn với chỗ thầy Cương để chúng ta có hướng giải quyết tiếp cho bệnh nhi này. Vâng, xin cảm ơn Kỳ Anh ạ.
và xin được chuyển sang yêu cầu bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Mê với bệnh nhân nam 42 tuổi sốc nhiễm khuẩn. Mời bác Mê.